Chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình về được một mẫu đồng hồ Hamilton. Đây bây giờ mình sẽ mở ra anh em cùng xem nhá. Mẫu này thì mình mua được của người Nhật này. Đây cái này là còn nguyên hộp anh em nhá. Hộp trong đây còn hộp. Anh em mà mua hàng thì liên hệ trực tiếp Facebook với mình, Trần Thị Hiệp Tokyo hay là Zalo của mình cũng được. Mình mới dùng đăng ký cái Zalo để cho anh em tiện cho anh em liên hệ nhá. Bây giờ mình sẽ mở ra. Tí mất tay. Đấy. Ủa, chán kinh không? Đây. Hộp đây anh em nhé, hộp Hamilton này. Đây mình sẽ mở ra luôn. Anh em mua hàng của mình thì yên tâm nhé, chuẩn chất lượng cho anh em, không phải nghĩ. Chủ cũ người ta quá cẩn thận anh em ạ, bọc như mới luôn này. Hộp Hamilton này nhá anh em nhá. Để mình sẽ mở ra này. Hộp này không có gì để nói luôn rồi. Đây là thẻ này anh em này, thẻ cứng này, sách hướng dẫn sử dụng này, rút vào lại. Anh em mua con này hơi khó đấy, hơi hiếm luôn. Để mình sẽ mở luôn này. Như mới luôn đấy nhỉ. Lần đầu tiên mình mua được con này, biết không? Màu này cũng đẹp, màu này đẹp, cực đẹp luôn đấy. Đây. Anh em đã nhìn phát là phê luôn. Chất như nước cất. Đây. Tình trạng lướt anh em nhá, lướt như mới luôn đấy. Đây. Mặt này là mặt màu vàng ngà đấy anh em nhá. Nhìn mặt đẹp thế. Đây anh em này. Con này có size mặt là 40mm anh em ạ. Đây, con này size mặt là 40mm này, mặt là kính chống xước này. Số này là số học trò đây anh em nhé. Anh em chơi đồng hồ là số học trò này. Nhìn cái bộ dây da của nó chất không? Đây. Cái viền của nó được đánh bóng anh em nhé. Đánh bóng. Còn lại là phay vân xước. Man. Mẹ đi con. Man cho nhỏ TV thôi. Đây. Nhìn cái mặt của nó rất là đẹp luôn anh em ạ. Đây. Thiết kế của nó này, nhìn chất thép của nó rất là ok luôn. Mẫu này thì đây, có mặt là mặt kính chống xước này. Bộ kim của nó cũng là màu vàng luôn này. Cái kim kim này của nó không phải là đen hẳn đâu anh em ạ. Cái cọc số cái chữ của nó thì chữ là nó đen hẳn. Còn cái cọc số này thì không phải là màu đen hẳn. Đấy. Đấy. Thiết kế cực kỳ là đẹp luôn. À. Cái đít của nó này. Lỗ máy anh em nhá. Đít của nó lỗ máy luôn, nhìn biết là chạy máy đời mới anh em nhá. Máy này tích có 80 giờ nên dùng thoải mái luôn. Mẫu này có mã là H703050 anh em nhá. Hàng chuẩn Thụy Sĩ. Đấy. Con này có chống nước là 5 chống nước là bao nhiêu mét, chống nước 5 chống nước 100 mét anh em nhé. Quả dây của nó này anh em nhìn này. Dòng khaki quả dây này chất thật. Nên tay bao đẹp luôn anh em ạ. Đấy. Anh em đeo nhìn trông nó khỏe. Đấy. Mỗi lần mình mua lần đầu tiên cái đai hồ này của nó là mình thấy rất là đẹp luôn, nếu mà để mà ban ngày mà chụp ảnh nên màu nó thì rất là đẹp đấy. Màu vàng vàng ngà này. Nếu không phải như màu đen hay là màu trắng thì nó là bình thường, thì cái màu vàng ngà rất là khó kiếm luôn. Tình trạng long lanh anh em nhé, mà nhất là cái mẫu này là size to anh em ạ, dễ đeo này. Đấy. Anh em mà mua thì cứ liên hệ trực tiếp với mình, cực kỳ là ngon luôn đấy. Chào anh em, cảm ơn anh em đã xem video của mình nhá.